Chào mừng quý khán giả đến với bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ tận dụng mỏ vàng cựu binh. 3 bài kiểm tra nặng đô ở kỳ FIFA Days tháng 10 giúp huấn luyện viên Philippe Troussier nhận ra rằng các tài năng trẻ tuổi đôi mươi cần thêm thời gian để thi đấu đỉnh cao cùng đội tuyển Việt Nam. Việt Nam đã thiết lập kỷ lục Đông Nam Á với 4 điểm ở lần đầu chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ không vì vậy mà trở nên dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, rất nhiều ý kiến cho rằng thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier phải đối mặt với rất nhiều cạm bẫy. Kết quả bốc thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng F nơi có đàn Anh, Iraq và hai đối thủ Đông Nam Á rất giàu tham vọng là Philippines và Indonesia đang nhập tịch mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh đó, hai trận mở màn vào tháng 11 sẽ có tính quyết định rất lớn đến cuộc phiêu lưu sắp tới, khi thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ phải làm khách trên sân Philippines trước khi về lại Mỹ Đình đối đầu Iraq. Nhìn vào việc chúng ta sẽ có hai màn đấu tay bo liên tiếp với Indonesia vào tháng 3 2024, có thể thấy đội tuyển Việt Nam sẽ buộc phải có ít nhất 4 điểm nếu muốn duy trì lợi thế ở bảng F. Điều này đồng nghĩa ông Troussier cùng với bài toán dài hạn đến năm 2026 sẽ phải cân bằng nhu cầu điểm số. Đồng nghĩa, ông sẽ cần trong tay lực lượng thiện chiến nhất. Sau 3 trận toàn thắng với các đối thủ vừa hoặc dưới tầm, đội tuyển Việt Nam với 40% là các tân binh đã vấp phải những bài kiểm tra nặng đô, nơi các cầu thủ trẻ non kinh nghiệm và cả sức mạnh đã thua lấm bụng cả 3 trận, nhận 10 bàn thua và không ghi nổi bàn thắng nào. Điều này chỉ ra một sự thật là những Thái Sơn, Văn Cường, Đình Bắc, Văn Khang, Minh Trọng sẽ cần thêm thời gian và kinh nghiệm chinh chiến ở V-League để có thể cứng cáp lên, ít nhất tiệm cận trình độ của rất nhiều trụ cột đã vắng mặt ở kỳ FIFA Days vừa qua. Với kết quả thử nghiệm rõ ràng như thế, sẽ không bất ngờ nếu Troussier xác định rõ mục tiêu ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11 tới để bước vào vòng loại World Cup 2026. Theo đó, những trụ cột đã có kinh nghiệm ở vòng 16 trận đấu tại vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022 như Tấn Tài, Văn Thanh, Tiến Linh, Quang Hải, Văn Hậu sẽ có cơ hội để ghi dấu ấn ở đội tuyển Việt Nam. Đương nhiên, như thông điệp rất rõ đã từng được phù thủy trắng đề ra, tất cả những cầu thủ kể trên và cả những tài năng trẻ sẽ buộc phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu là đạt phong độ tốt ở V-League, nếu muốn nhận được cuộc gọi từ đội tuyển Việt Nam cho mặt trận chính là vòng loại World Cup 2026. Nói tới cựu binh thì chúng ta không thể không nhắc tới Quang Hải. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải chính là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của vị chiến lược gia người Hàn Quốc trong suốt 5 năm làm việc tại Việt Nam. Có Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo như có trong tay cỗ máy chiến thắng. Điều đó chứng minh tầm ảnh hưởng của tiền vệ sinh năm 1997 lên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng quá lớn của Quang Hải vô hình chung khiến các huấn luyện viên phải chịu những cơn đau đầu kinh niên về bài toán thay thế. Bởi lẽ, trong gần 2 năm trở lại đây, khi đội tuyển Việt Nam không có Quang Hải hoặc những lúc anh không đạt phong độ cao, thành tích của những chiến binh sao vàng từ đó cũng đi xuống. Khi Quang Hải không góp mặt và khi Quang Hải mất phong độ, lối chơi của đội tuyển Việt Nam ngay lập tức mất phương hướng. Còn nhớ, trong mọi giải đấu ở cấp độ U23 lẫn đội tuyển Việt Nam từ năm 2018 cho đến 2022, Quang Hải luôn được xem là niềm hy vọng hàng đầu của đội. Ngay cả dưới thời huấn luyện viên Troussier, sự hiện diện của Quang Hải tại hàng tiền vệ phần nào đã giúp chiến lược gia người Pháp thu về thành tích 3 chiến thắng liên tiếp trong 3 trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị đội tuyển Việt Nam. Nhưng đến cuộc đối đầu với Trung Quốc trong dịp FIFA Days tháng 10, Quang Hải không ra sân, đội tuyển Việt Nam liền để thua người hàng xóm 0-2. Đến trận giao hữu thứ 2 gặp Uzbekistan, Quang Hải đá chính, tuy nhiên anh không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương chỉ sau 16 phút góp mặt. Khi Quang Hải rời sân, 10 phút sau đội tuyển Việt Nam đã bị Uzbekistan chọc thủng lưới. Điều đáng nói là trong 15 phút đầu, đội tuyển Việt Nam vẫn đang kiểm soát rất tốt và Quang Hải chính là trạm trung chuyển cho các đồng đội ở mọi điểm nóng trên sân. Tầm hoạt động rộng và cảm quan không gian tốt của Quang Hải giúp các đồng đội có nhiều phương án chuyền bóng. Nhưng khi anh rời sân, đội tuyển Việt Nam trở nên bế tắc trong khâu phát triển bóng từ phần sân nhà. Dù có thể không đạt phong độ cao, nhưng Quang Hải luôn là nhân tố rất quan trọng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo và kể cả là huấn luyện viên Troussier. Đội tuyển Việt Nam cần những mẫu cầu thủ của khoảnh khắc, có khả năng tạo ra sự khác biệt. Đây là những tố chất mà ở thời điểm hiện tại, chỉ Quang Hải mới có thể làm được điều này. Bản tin hôm nay xin kết thúc tại đây. Quý khán giả đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.